Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đợt 19 tháng 5 cho 20 quần chúng ưu tú, trong đó có 19 sinh viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn trường lên 420 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Các sinh viên được kết nạp đảng ngay trên ghế nhà trường vừa là vinh dự cho cá nhân, cho nhà trường và là những hạt nhân trong các phong trào về sau này. Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa chúc mừng các tân đảng viên luôn gương mẫu trong học tập, công tác, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiếp cận kiến thức mới, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.